Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một cái mẫu áo bikini cho bé với cái họa tiết con sò ở cúp ngực như thế này ha. Đây là cái mẫu cúp của mình nè. Đây, họa tiết con sò. Thì để làm cái mẫu áo này, ở đây mình sử dụng là len miêu cô tông của 125g. Sợi len này dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và để móc cái mẫu áo này, mình sử dụng kim móc 3.5mm. Đây là mẫu kim của mình ha. Thì một số bạn không có cái mẫu kim này thì cũng có thể so sánh cho mình cái đầu kim với sợi len nè. Nếu mà cái đầu kim của mình nó to hơn sợi len 1/2 là được ha. Đây, đầu kim so với sợi len. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và hạt ngọc dùng để trang trí. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích dài 12 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sau khi đã có được 12 mũi móc xích rồi, từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc thứ 12, các bạn sẽ móc cho mình vào chân thứ 12 đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Ta có kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào cùng chân móc ha. Sau khi đã có được 2 mũi kép đơn vào chân móc thứ 12 rồi thì tiếp tục các cái chân móc kế tiếp nè, chân thứ 11 móc một mũi kép đơn. Chân 11 nè, móc một mũi kép đơn. Chân thứ 10 móc một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc thứ 9 móc một mũi kép đơn. Chân thứ 8 một mũi kép đơn. Chân móc thứ 7 một mũi kép đơn. Chân móc thứ 6 một mũi kép đơn. Và chân móc thứ 5 một mũi kép đơn. Sau khi đã móc được vào 8 chân móc ha, mỗi chân làm một mũi kép đơn và chân đầu tiên ta tăng một mũi rồi nè. Thì mình sẽ có được 9 mũi kép đơn. Ta còn lại 4 chân móc cuối cùng. Thì 4 chân móc này, 2 chân kế cuối, mỗi chân sẽ làm một mũi nửa kép và 2 chân cuối cùng làm một mũi móc đơn cho mỗi chân ha. Khi móc các cái mũi móc cuối này cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. 2 chân kế cuối, mỗi chân làm một mũi nửa kép nè. Ta có nửa kép thứ nhất và tiếp tục mũi nửa kép thứ hai cho chân móc thứ 10 ha. Còn lại chân móc thứ 11 và 12, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Chân cuối cùng một mũi móc đơn nè. Như vậy là mình hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên ha. Đây, cái xích đầu tiên mình gây nên là 12 mũi xích. Thì hàng móc mình móc đầu tiên ở đây mình sẽ tạo thêm được một mũi móc nữa. Tức là mình sẽ có được 13 chân móc cho cái hàng móc tiếp theo. Thì để móc hàng móc tiếp theo, móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên ở phía dưới mình móc mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên này một mũi móc đơn. Từ cái chân móc thứ hai trở đi ha, các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở mỗi chân móc mình sẽ có hai cái đường móc như thế này. Thì tất cả các cái chân móc từ chân thứ hai trở đi mình sẽ móc vào cái chân móc ở phía ngoài như thế này ha. Đây, móc vào cái đường móc ở phía ngoài nè. Thì chân móc thứ hai ở phía dưới một mũi móc đơn, thì chân móc này cũng móc một mũi móc đơn vào chân ở phía ngoài ha. Có được hai mũi móc đơn rồi thì hai chân kế tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi nửa kép. Chân thứ ba một mũi nửa kép nè. Tiếp tục chân móc thứ tư một mũi nửa kép. Được 4 mũi như thế này rồi ha, thì các chân móc còn lại mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ta đều móc vào cái chân móc ở phía ngoài nha. Chân thứ năm một mũi kép đơn nè. Chân móc thứ sáu một mũi kép đơn.
Chân thứ 7 một mũi kép đơn. Chân móc thứ 8 một mũi kép đơn. Chân thứ 9 một mũi kép đơn. Chân móc thứ 10 một mũi kép đơn. Chân thứ 11 một mũi kép đơn. Chân móc 12 một mũi kép đơn. Và chân móc thứ 13 một mũi kép đơn. Như vậy là hàng móc thứ hai của mình cũng có được 13 mũi móc nè. Thì ở hàng móc thứ hai này các bạn sẽ tăng thêm cho mình một mũi móc nữa để cho cái phần cúp này nó có cái độ cao lên ha. Thì cái chân móc cuối cùng này nè, các bạn móc thêm cho mình vào đó một mũi kép đơn nữa. Ta sẽ có hai mũi kép đơn cho chân móc thứ 13. Mình sẽ tạo ra được 14 chân ha cho cái hàng móc thứ ba. Đây 14 chân móc cho hàng móc thứ ba nè. Thì từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba mình sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ nhất, tức là các bạn sẽ tăng cho mình một mũi móc ở cái chân đầu tiên. Và chân đầu tiên khi bắt đầu móc ở cái đỉnh trên này, các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân bên ngoài nha. Đây, móc vào chân bên ngoài này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ta tăng được một mũi ở cái hàng móc thứ ba rồi. Các cái chân móc kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi kép đơn ha, tương tự giống hàng móc thứ nhất nè. Thì mình sẽ có mỗi chân làm một mũi kép đơn và chừa cho mình bốn chân cuối cùng nha. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn như thế này rồi và tăng một mũi ở điểm đầu tiên thì còn bốn chân còn lại, hai chân kế cuối mỗi chân là một mũi nửa kép, đều móc vào chân ở bên ngoài nè. Tiếp tục mũi nửa kép thứ hai. Còn hai chân móc kế tiếp thì hai chân móc này mỗi chân là một mũi móc đơn, thì cái chân móc đơn đầu tiên này móc vào chân bên ngoài và mũi móc đơn thứ hai ta sẽ móc luôn vào chân móc ha. Đây, móc luôn vào chân móc nè, móc vào đây một mũi móc đơn thì ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ ba. Ta có 15 chân móc cho hàng móc thứ ba ha. Lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ tư thì sẽ làm tương tự như hàng móc thứ hai, chân đầu tiên cũng móc vào luôn chân móc nè, một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc vào cái chân ở bên ngoài ha, mũi móc đơn thứ hai nè. Sau đó tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép, các chân còn lại là mũi kép đơn ha. Đến cuối hàng thì mình sẽ tăng một mũi ở cái cuối hàng này, sau đó lên hai xích và các bạn sẽ móc tương tự cho mình nè, tức là hàng móc số chẵn ta sẽ móc tương tự như nhau và hàng móc số lẻ sẽ móc tương tự như nhau ha, và cũng tăng mũi tương tự như vậy. Các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái chiều cao từ cái phần gót này nè lên cái phần mà ta thêm cuối cùng á, nó sẽ bằng đến phần ngực của bé là các bạn ngưng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc nữa ha. Ở đây mình đã lên được tổng cộng là 5 hàng móc. Lúc này chiều cao từ cái phần gót ở bên dưới đến cái phần đỉnh này nè, nó đã bằng chiều cao của phần ngực bé rồi nè. Thì cách tăng size, đối với nhiều bạn tăng size nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng cho mình thêm số hàng móc này ha. Làm sao cho cái chiều cao này bằng cái phần ngực của bé là được. Bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Các cái mũi móc đầu tiên của hàng giảm mũi thì cũng làm tương tự như cái hàng tăng mũi. Mình cũng móc vào chân đầu tiên phía dưới này nè. Móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai sẽ móc vào chân ở bên ngoài. Hai mũi móc đơn rồi ha, hai chân kế tiếp là hai mũi nửa kép. Và các chân còn lại sẽ làm mũi kép đơn ha, móc cho đến cuối hàng.
Sau khi đã móc đến cuối hàng thì ở cuối hàng hai chân móc cuối cùng này nè, mình sẽ tiến hành giảm lại thành một mũi. Thì cách giảm như sau, các bạn tiến hành lấy len đâm kim vào chân kế cuối nè, cũng đâm kim vào chân bên ngoài ha, đâm kim vào chân kế cuối, sau đó kéo len. Trên kim có 3 mũi thì kéo qua hai chân trên kim nè, tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len, sau đó kéo qua hai chân trên kim, tiếp tục kéo len qua hết chân móc trên kim, thì hai mũi ở phía dưới mình sẽ giảm lại được thành một mũi ở bên trên ha. Thì các bạn có thể dùng kim đánh dấu cho mình đây là cái điểm mà ta bắt đầu giảm mũi nè, để lát nữa mình móc cái phần dây ở đây nha. Tiếp tục móc tiếp hàng móc tiếp theo thì các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Hàng móc giảm mũi thứ hai, thay vì các bạn chụm mũi giống như cái hàng móc phía dưới á, thì các bạn sẽ tiến hành bỏ qua cái chân đầu tiên và móc vào chân kế bên cho mình một mũi kép đơn. Đây là chân đầu tiên nè, ta sẽ không móc vào chân đầu tiên mà móc vào cái chân thứ hai luôn nè, và cũng móc vào chân bên ngoài nha, móc vào một mũi kép đơn. Như vậy là hai mũi phía dưới cũng giảm thành được một mũi ở phía trên nè. Đây, từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, thì cuối hàng cũng móc tương tự như các hàng móc bên trên ha. Mỗi chân là một mũi kép đơn và cũng móc vào chân bên ngoài nè. Bốn chân móc cuối cùng thì cũng tương tự nha. Hai chân kế bên mỗi chân là một mũi nửa kép. Và hai chân cuối cùng mỗi chân là một mũi móc đơn. Lưu ý mũi móc đơn cuối cùng móc luôn vào chân móc. Đây. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc giảm mũi thứ ba mình sẽ làm tương tự giống như hàng móc giảm mũi đầu tiên. Là cái hàng móc mà mình có đánh dấu ở cái điểm chính giữa này nè. Thì cái hàng móc này các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như hàng móc thứ nhất ha. Sau đó sẽ xen kẽ hàng móc tiếp theo sẽ tương tự giống như cái hàng móc thứ hai giảm mũi á. Hàng móc tăng mũi này ta có 5 hàng móc tăng mũi. Đây là cái đường chính giữa ha, cái đường mà mình đánh dấu nè. Hàng móc tăng mũi ta có 5 hàng móc. Thì hàng móc giảm mũi các bạn cũng tiếp tục móc cho mình thêm 5 hàng móc tương tự. Tức là ta sẽ có tổng cộng là 5 hàng móc giảm và 5 hàng móc tăng ha. Khi móc từ mũi đơn đi lên thì ta sẽ giảm mũi ở hai chân cuối cùng. Còn móc từ cái điểm mũi kép đơn đi xuống thì ta sẽ móc bỏ qua chân đầu tiên ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã móc lên được 5 hàng móc giảm mũi từ cái điểm mà mình đánh dấu ở đây nè. Đây, ta sẽ có 5 hàng móc giảm mũi nha. Và đây là 5 hàng móc tăng mũi nè. Lúc này cái phần cúp của mình nó sẽ có một cái form như thế này. Hàng móc mình giảm cuối cùng ở đây nó cũng tạo ra được 12 chân móc. Nó sẽ bằng với số mũi móc của cái mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên ở đây nè. Ta có 12 chân ha. Thì từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Mẫu áo của mình cái điểm móc kết thúc là nằm ở cái chân móc kép đơn, nên các bạn sẽ dời cho mình mũi móc xuống phía dưới để mình chụm lại cái điểm này ha, tạo họa tiết sò. Thì đâm kim cho mình vào 12 chân nè, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời. Chân 11 móc một mũi dời nè. Tiếp tục chân móc thứ 10 một mũi dời. Chân thứ 9 nè. Chân móc thứ 8. Chân móc thứ 7. Mũi dời cho chân móc thứ 6. Chân thứ 5. Chân thứ 4. Chân thứ 3. Chân móc thứ 2. Và mũi dời cuối cùng cho chân móc cuối cùng. Như vậy là mình đã giờ được mũi móc đến cái phần mũi đơn ở phía dưới để mình chụm lại rồi nè. Đối với một số bạn khi tăng hoặc giảm sai cái phần cúp ngực của các bạn, mũi móc cuối cùng nó nằm ở phần mũi đơn này rồi,
thì các bạn sẽ không cần móc cho mình cái hàng mũi giờ này nữa ha, mà ta tiến hành chụm mũi ở phía dưới luôn nè. Bây giờ mình sẽ chụm mũi lại. Từ cái chân móc cuối cùng này móc lên một mũi móc xích. Để viền lại được cái phần mũi đơn này chụm mũi thì ở đây mình sẽ có các cái chân móc như thế này, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình xen kẽ vào các chân móc ha. Tức là chân này đâm kim nè, thì chân kế bên sẽ không đâm kim nè. Tiếp tục chân đâm thì chân không đâm. Đây mình sẽ móc xen kẽ ha. Một chân đâm, một chân không đâm thì tiếp tục một chân đâm và một chân không đâm. Móc tương tự cho đến cuối vòng nè. Thì cái cách chụm như sau. Đâm kim cho mình vào chân đầu tiên nè, kéo len. Tiếp tục mình sẽ bỏ qua chân kế bên. Đây, mình sẽ bỏ qua chân kế bên và đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo len. Bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp nè. Kéo len. Tương tự ha, bỏ một chân, đâm kim vào chân kế bên. Kéo len. Tiếp tục kéo len. Trên kim lúc này đã có 6 đường móc, thì còn một chân cuối cùng của cái hàng móc xích đầu tiên nè, cũng đâm kim vào chân cuối cùng đó, sau đó kéo len. Ta có được 7 mũi móc trên kim ha, thì các bạn tiến hành kéo len cho mình hết trên 7 mũi móc này luôn. Kéo hết qua 7 chân móc nè. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Thì cái phần cúp của mình nó sẽ có cái độ nhô lên như thế này ha. Đây, nó sẽ tạo ra cái phần cúp ngực như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái họa tiết sò bên dưới. Đối với họa tiết sò bên dưới này, các bạn sẽ sử dụng mũi kép đôi để móc cho mình ha. Mình sẽ móc vào cái chân móc này nè. Thì mũi kép đôi sẽ như sau. Các bạn tiến hành lấy len cho mình 2 lần lên trên kim. Ta quấn len 2 lần lên kim nè. Đâm kim vào cái chân móc đó. Kéo len. Khi trên kim được 4 mũi thì lần lượt kéo len qua 2 chân trên kim ha. Kéo len lần thứ nhất nè. Tiếp tục kéo qua 2 chân lần thứ hai. Và kéo qua 2 chân lần thứ ba. Ta được mũi kép đôi đầu tiên. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào đó 5 mũi kép đôi nữa. Thì mình sẽ có được 6 mũi kép đôi cho cái phần sò phía dưới ha. Lấy len 2 lần nè. Đâm kim vào chân móc và kéo len. Lần lượt kéo len qua 2 chân trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Tiếp tục lấy len 2 lần lên kim. Đâm kim lần thứ ba. Kéo len 2 lần. Ta có mũi kép đôi thứ ba nè. Tương tự mũi kép đôi thứ tư. Tiếp tục mũi kép đôi thứ năm. Ta cuối cùng lấy len 2 lần, đâm kim lần thứ sáu. Ta được mũi kép đôi thứ sáu ha. Có được 6 mũi kép đôi như thế này rồi, từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Đâm kim vào chân mình vừa móc mũi kép đôi đó và tiếp tục móc vào đó một mũi dời. Sau đó gây nên một xích. Kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Sau khi đã giấu được sợi len thừa thì cái phần sò ở bên dưới của mình sẽ hoàn tất như thế này. Đây là cái phần cúp của mình ha. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một phần cúp tương tự như vậy nữa thì mình sẽ có hai cái phần cúp y chang như nhau. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ở cái phần bên trên và tạo dây. Đầu tiên tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ đây các bạn sẽ móc cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ từ cái phần ngực bên trái này ra phía sau để cột phía sau ha. Thì ở đây mình sẽ móc lên 100 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi đã móc được 100 mũi móc xích thì lúc này cái sợi dây móc xích đã đủ cái độ dài rồi. Di chuyển kim cho mình đến cái phần cúp đầu tiên. Ở cái phần cúp đầu tiên này, mặt phải của cúp chính là cái mặt phải của cái mũi kép đôi này nè. Thì đây sẽ là mặt phải ha. Đâm kim cho mình vào chân móc xích đầu tiên ở đây. Đây, ta được một cái phần dây. Móc lên 2 xích.
Tâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó, móc hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Được hai mũi kép đơn rồi ha, thì cái phần dây của mình lúc này nó sẽ được nối ra phía sau để mình cài ra phía sau nè. Di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc vào đây một mũi dời. Từ đây móc lên 2 xích. Tiếp tục móc vào chân ta vừa móc đó hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Di chuyển kim đến chân móc kế bên móc một mũi dời. Ta sẽ được cái họa tiết sò viền như thế này ha. Từ đây sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng. Nhớ giữ cho mình cái điểm chính giữa này nha, để lát nữa mình có thể móc dây ở đây. Lên 2 xích nè. Móc vào chân ta vừa móc mũi dời hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Móc qua chân móc kế bên này một mũi dời. Lên 2 xích và làm tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã viền lại được cho đến cuối hàng rồi, ta được một cái hàng sò viền cho cái phần khớp như thế này. Thì khi móc đến cuối hàng nè, các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng và ta cũng móc vào đó một mũi dời ha. Sau đó mình sẽ tiến hành nối cái phần khớp còn lại. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc cuối cùng này một mũi dời. Sau đó di chuyển kim đến cái phần cúp còn lại và mình cũng đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Mặt phải nó sẽ là cái mặt phải của cái cụm bên dưới này ha. Đây, đây là chân đầu tiên nè, đâm kim vào đó móc một mũi dời. Ta sẽ nối được hai cái phần cúp lại nè. Từ đây các bạn tiếp tục móc lên 2 xích. Đâm kim vào chân ta vừa móc mũi dời, móc hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Di chuyển kim đến chân kế bên móc một mũi dời. Tiếp tục lên 2 xích và móc tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã viền lại được hai cái phần cúp cho đến cuối hàng rồi, thì ở cái điểm cuối cùng của con sò này nè, các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào chân cuối cùng này móc một mũi dời. Sau đó từ đây mình sẽ gây nên cái xích bằng với xích đầu tiên mà mình gây ở đây nè, để mình cột ra phía sau ha. Thì mình sẽ gây nên 100 mũi xích. 1 2 3 4 5. Như vậy là mình sẽ có được một cái sợi dây bằng với sợi dây ban đầu mà mình tạo ha. Thì hai sợi dây này mình sẽ sử dụng để luồn ra phía sau, mình cài vào phía sau lưng nè. Đây, hai sợi dây này nối ra phía sau, nó sẽ cài ra phía sau lưng ha. Tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình thêm một sợi dây ở cái phần đỉnh của sò nè. Thì ở đây mình có tạo sẵn một sợi dây rồi, thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách tạo này ha. Đầu tiên cũng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn sẽ chừa cho mình cái đoạn len hơi dài một chút để mình giấu sợi len thừa này ha. Khi có được một nút rồi, mình sẽ đâm kim vào cái hàng móc nằm chính giữa mà chia đôi của hai cái phần tăng mũi nè và giảm mũi á. Tháo cho mình kim đánh dấu ra ha. Các bạn sẽ không móc vào cái hàng viền mà mình sẽ móc vào cái chân móc ở bên trong của hàng viền đó. Đây, đâm kim vào cái chân móc như thế này nha. Để cho cái hàng viền này nó lộ ra bên ngoài nè. Đưa nút ta vừa tạo qua chân móc. Và từ đây cũng gây nên một dây móc xích bằng với cái sợi dây móc xích ở cái cúp ngực bên đầu ạ. 2 3 4 5. Các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích ha, và cái sợi len phía dưới này nè,
Các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc. Sáu nè, bảy, tám, chín, mười. Sau khi đã hoàn tất được hai sợi dây, để hai cái sợi dây này có thể luồn qua phía sau cài vào cổ ha, để cố định được cái phần áo của mình nè, thì bên dưới các bạn sẽ sử dụng kim khâu khâu cho mình hai hạt ngọc để mình có thể trang trí cho mẫu áo của mình thêm xinh xắn hơn ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu áo bikini họa tiết con sò như thế này. Chúc các bạn thành công!